Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Gặp thời đổi vận, tiền bạc ùn ùn kéo về chỉ sau một đêm. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 2 âm lịch. Thay mặt cho những người làm chương trình, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp được vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ cùng với quý vị và các bạn chia sẻ về vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của những gia chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 2 âm lịch. Các chuyên gia tử vi cảnh báo, trong tháng 2 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Ất Tỵ phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh Thái Tuế nên phải gánh vác trên vai rất nhiều áp lực và nhất là vấn đề về kinh tế. Họa vô đơn chí, đây là một năm cực độc nếu như bản mệnh không nắm được vận trình Thái Tuế và cách hóa giải hung tinh thì những gia chủ tuổi Ất Tỵ rất dễ dàng trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra thì rất có thể sẽ gặp đại nạn trong năm 2022 nhâm dần này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục, nhưng quý vị cũng đừng vì thế mà những gia chủ tuổi Ất Tỵ phải quá lo lắng. Những khó khăn trở ngại trong cuộc sống đến với mình là để giúp chúng ta hoàn thiện hơn bản thân mà thôi. Sau những biến cố xui xẻo thì bao giờ cũng là một con đường đầy ánh dương, sáng lạn ở trước mắt đúng không ạ? Nếu nắm bắt được vận mệnh và biết được cách đi đúng hướng thì những gia chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 2 âm lịch này vẫn sẽ có được những thành công đột phá, đứng đầu trong top những con giáp giàu có trong năm 2022 nhâm dần này. Vậy thì để biết được vận trình tài lộc của mình trong tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần, xin mời tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô tâm, vô cảm, không quan tâm đến bất kỳ một điều gì, nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Người này thông minh, tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt và có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Ở tuổi 57, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 vẫn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công việc. Đa phần người tuổi này vẫn có thể mang lại lợi ích to lớn cho công ty nhờ vào năng lực và nỗ lực của bản thân, từ đó cũng nhận được phần thưởng xứng đáng với mình. Dù ở tuổi này, hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức tiết kiệm cao cho tuổi già. Đồng thời, bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư, nhất là không nên tham gia vào các loại hình cổ phiếu vì hệ số rủi ro quá cao. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp quý âm thủy nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị xuất tiết mất khí, cho nên trong tháng này các gia chủ tuổi Ất Tỵ cần phải chú ý hết sức cẩn thận trong mọi việc. Một chút sơ suất là có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần phải chú ý tiểu nhân ganh ghét quấy phá trong công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp tuổi Ất Tỵ trong tháng này không đạt được bước tiến triển đáng kể nào, chủ yếu là vì bản mệnh không chiếm được lợi thế cạnh tranh, lại thường xuyên vướng vào những mâu thuẫn, thị phi không đáng có. Thậm chí có người thường xuyên đứng ở vị thế đối lập với lãnh đạo nên khó có thể được cất nhắc, khó được giao cho cơ hội khẳng định giá trị bản thân. Gia chủ cần phải giữ trạng thái bình tĩnh khi đối diện với khó khăn trong cuộc sống, chớ nên nóng nảy, bất mãn, hành xử theo cảm xúc nhất thời. Như vậy chỉ khiến cho bạn mắc thêm nhiều vấn đề khó giải quyết hơn nữa mà thôi. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Ất Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Không có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực trong lĩnh vực tài chính của người tuổi Ất Tỵ trong thời gian này. Bản mệnh không nên nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài, kẻo dễ rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Người làm đầu tư kinh doanh cũng chớ nên đưa ra những quyết định vội vàng trong năm nay, nếu không dễ rơi vào cảnh lỗ vốn.
những người làm công, ăn lương, tháng này thu nhập khá ổn định, tuy nhiên chi nhiều hơn thu nên dẫn đến hao hụt tài chính. Bạn cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà, dẫn đến túng thiếu. Việc của bạn cần làm bây giờ chính là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ trong tháng 2 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần của gia chủ có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc của bạn có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng của bạn. Bạn cần phải chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Gia chủ cần phải chú ý tránh những khu vực ẩm ướt hoặc u ám để tránh những tai nạn hoặc sự cố bất ngờ phát sinh. Ngoài ra, giữ tâm lý tích cực khi đối diện với khó khăn cũng là một trong những cách hiệu quả giúp bản mệnh duy trì sức khỏe tốt, tránh tình trạng đột quỵ, nguy hiểm đến tính mạng. Các quý gia chủ tuổi Ất Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Gia đạo tình duyên tuổi Ất Tỵ không lý tưởng trong tháng này. Người đã lập gia đình thường xuyên mâu thuẫn với nửa kia về cả những việc trong cuộc sống và trong sự nghiệp. Đôi bên đều cần phải tiết chế, không nên quá cứng đầu, cứng cổ, khăng khăng làm theo ý muốn cá nhân, khiến tình cảm đôi bên dần lạnh nhạt. Người sống độc thân hoặc đơn thân không nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới và chính bản thân bạn cũng thường xuyên ở vào thế bị động nên khó có thể tìm ra người phù hợp với mình. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 30 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành một cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 2 năm 2022, tức ngày 11 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 2 năm 2022, tức ngày 23 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 2 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức ngày 8 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 2 năm 2022, tức ngày 20 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 2 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi số phận của mình, vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.